Bật khóc khi biết lý do Mạnh Quỳnh luôn ở bên bảo vệ Phi Nhung, coi nhau như vợ chồng trong âm nhạc. Phi Nhung Mạnh Quỳnh Phi Nhung, cặp đôi song ca được yêu mến nhất nhì hải ngoại và trong nước, tri kỷ trong âm nhạc lẫn ngoài đời. Dù Mạnh Quỳnh đã có cuộc sống viên mãn bên người vợ do chính Phi Nhung mai mối, cả hai đã có hai người con trai ngoan ngoãn, còn giọng ca bông điên điển Phi Nhung thì vẫn chọn cuộc sống cô độc. Phi Nhung có một người con gái ruột và nhận rất nhiều con nuôi. Suốt hơn 20 năm không ít thăng trầm, hào quang cũng có, tin đồn thất thiệt cũng không ít. Nhưng Mạnh Quỳnh vẫn ở bên cạnh bảo vệ bạn diễn của mình. Nói không quá khi Mạnh Quỳnh Phi Nhung là người tình, là vợ chồng trong âm nhạc. Không chỉ ăn ý với nhau trong nghệ thuật, ngoài đời tư, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng có những điểm chung đặc biệt và đã trải qua những biến cố khá tương đồng. Đó có lẽ chính là lý do vì sao Mạnh Quỳnh luôn đứng ra bảo vệ Phi Nhung ở rất nhiều tin đồn không hay. Mời quý thính giả cùng đi tìm hiểu cặp song ca đã trải qua những gì nhé. Tuổi thơ vắng bóng cha và người mẹ vất vả mưu sinh. Trong các cuộc trò chuyện, Mạnh Quỳnh có thể khiến người khác bật cười vì sự thân thiện hài hước. Nhưng khi nhắc đến tuổi thơ vắng bóng cha, nam ca sĩ trùng giọng, mắt không giấu được nỗi buồn. Cha của Mạnh Quỳnh là một quân nhân Mỹ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Mạnh Quỳnh chào đời, người cha Mỹ của anh bị mất tích. Mẹ Mạnh Quỳnh ngược xuôi, tảo tần nuôi anh. Vì cuộc sống khó khăn, Mạnh Quỳnh được gửi về quê ở với ông bà suốt 15 năm tuổi thiếu thời. Tuổi thơ trong nam ca sĩ là chuỗi dài dằng dặc của nỗi nhớ, xen lẫn tuổi buồn. Những chiều tan học về, nhìn bạn bè có cha mẹ đưa rước, cậu bé Mạnh Quỳnh phải cố gồng mình quay đi giấu nước mắt. Mẹ rất thương tôi, nhưng bà phải xa tôi vì mưu sinh. Còn với cha, tôi chưa kịp có dấu ấn gì về ông. Đó là một nỗi hụt hẫng, một khoảng trống quá lớn trong lòng tôi ngày nhỏ. Mạnh Quỳnh tâm sự. Tình thương yêu vô bờ bến mà ông bà dành cho Mạnh Quỳnh chính là điểm tựa để anh vượt qua tuổi thơ mất mát. Nhà ông bà không đến nỗi nghèo rất mùng tơi, nhưng cũng chỉ vừa đủ ăn. Ông bà dồn hết sự chăm lo, nuôi nấng, dạy dỗ cho đứa cháu côi cút được học hành đàng hoàng. Cuộc sống ở quê để lại trong nam ca sĩ nhiều ký ức đẹp. Đó là những lời dạy dỗ về cách sống nhân nghĩa ở đời, là mỗi tối được nghe ông bà kể chuyện đời xưa, đọc ca dao tục ngữ, là những buổi chiều mưa đi câu cá với lũ bạn, những lần ngồi trú mưa dưới cội bằng lăng già sẫm, màu tím chiều buông. Từ rất sớm, Mạnh Quỳnh đã biết từ lự, biết suy ngẫm về lẽ phải trái ở đời. Anh bắt đầu làm thơ, những bài thơ chép tay dày kín trang giấy học trò, được anh gửi vào đó những tâm sự, nỗi buồn, suy nghĩ. Sau này khi sang Mỹ, Mạnh Quỳnh không chỉ ca hát mà còn sáng tác ca khúc. Nhiều ca khúc của anh được anh phổ lại từ những bài thơ chép tay trong sổ học trò ở quê nhà ngày nào, như các bài Tâm sự người hát nhạc buồn, Hạnh phúc đơn sơ. Năm 1992, gần 20 tuổi, Mạnh Quỳnh rời Sài Gòn sang Mỹ định cư cùng mẹ. Khoảng 3 năm đầu ở đất khách quê người, chưa bao giờ Mạnh Quỳnh nghĩ có ngày anh sẽ đứng trên sân khấu biểu diễn và được khán giả yêu thích như ca sĩ của dòng nhạc quê hương, nhạc trữ tình. Suy nghĩ thường trực trong lòng chàng trai đặt chân lên đất Mỹ là làm sao kiếm được nghề ổn định để có thể tự nuôi bản thân và chăm sóc mẹ. Ngày còn trong nước, Mạnh Quỳnh yêu thích ca hát. Bên cạnh việc học ở trường, anh tìm đến học cổ nhạc với thầy Ngọc Ấn ở gần nhà. Sang Mỹ, không ngờ nền tảng từ những bài học hát cải lương ngày xưa giúp anh có chỗ dụng võ. Một lần tình cờ hát góp vui tại đám cưới của bạn bè, Mạnh Quỳnh được mọi người khuyến khích thu âm vài nhạc phẩm gửi đến trung tâm ca nhạc. Anh được mời ký hợp đồng và con đường ca hát mở ra từ đó. Trong 20 năm ca hát ở hải ngoại, Mạnh Quỳnh xuất hiện trên rất nhiều băng đĩa. Hầu như trung tâm âm nhạc nào ở hải ngoại cũng có sự tham gia ít nhiều của anh. Dù nghệ sĩ hát nhạc quê hương trữ tình được khen hay không thiếu, nam ca sĩ sinh năm 1971 vẫn để lại một dấu ấn sâu đậm. Hầu hết nhạc phẩm Mạnh Quỳnh trình diễn đều nói về chuyện tình yêu tan vỡ, về những giấc mơ dở dang, kiếp người phù du, nỗi nhớ quê hương da diết, về những con người thua thiệt, nghèo khó. Các bài hát ấy gửi gắm lòng nhân nghĩa, tình yêu thương, chữ tín trong cuộc đời. Khoảng cuối năm 1999, đầu năm 2000, trong đĩa nhạc Dã Từ Thế Kỷ, lần đầu tiên Mạnh Quỳnh song ca với Phi Nhung nhạc phẩm Dù Anh Nghèo. Sự hòa hợp trong phong cách biểu diễn bình dân, tự nhiên và chất giọng trữ tình của hai nghệ sĩ giúp họ trở thành đôi song ca vàng của làng nhạc trữ tình suốt một thập kỷ. Phi Nhung bật mí về thân phận con lai, khẳng định Mạnh Quỳnh không phải là cha của con gái. Sau nhiều năm giấu kín về cuộc sống riêng tư, ca sĩ Phi Nhung khiến không ít người ngỡ ngàng khi bất ngờ công khai hình ảnh con gái ruột tên là Wendy đã 21 tuổi sống ở Mỹ. Tuy nhiên, danh tính của cha cô bé là ai vẫn không được chị chia sẻ. Từ trước đến nay, ca sĩ Phi Nhung vẫn được hiểu là người không có con ruột, không có gia đình riêng. Chị có rất nhiều con, nhưng tất cả đều là con nuôi. Thế nên chuyện chị có con gái ruột khiến nhiều người bất ngờ và vô cùng thích thú. Chia sẻ với phóng viên, Phi Nhung cho hay, Nhung có con gái ruột là Wendy, bé đã tốt nghiệp chuyên ngành y tá tại Mỹ. Sang năm, Wendy sẽ chính thức trở thành thạc sĩ y khoa.
Để cho đến ngày này, Phi Nhung chia sẻ rằng chị đã cực khổ âm thầm chịu đựng cuộc sống độc thân để dành tiền nuôi con ăn học. Nói về lý do giấu kín bao nhiêu năm qua, Phi Nhung tâm sự rằng đó là vì nguyện vọng của con gái muốn có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống của một người bình thường. Chính vì vậy mà chị tôn trọng lựa chọn của con. Dù để thực hiện được lời hứa ấy, chị phải đánh đổi bằng những thị phi, đồn đoán về giới tính, rồi chắc là không có khả năng sinh con nên mới nhận nhiều con nuôi như thế. Trước thông tin cho rằng ca sĩ Mạnh Quỳnh chính là cha đẻ của con gái chị, Phi Nhung khẳng định cha đẻ của Wendy không phải Mạnh Quỳnh, giữa tôi và nam ca sĩ chỉ là mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp thân thiết như là tri kỷ, còn cha của Wendy là một người đàn ông khác. Người quản lý của Phi Nhung cũng cho biết cha của bé là người Việt Nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con. Phi Nhung luôn nói với con rằng mẹ không có cơ hội có được cha và được cha quan tâm, nhưng con thì phải có. Và bao nhiêu năm qua thì không ở cùng nhau, nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Còn về chu cấp kinh tế thì Phi Nhung chưa bao giờ cần đến điều đó, vì cô ấy đủ sức để lo cho con gái. Tôi chỉ có thể nói được chừng ấy thôi, và đây là lần đầu tiên tôi đồng ý chia sẻ với phóng viên. Ca sĩ Phi Nhung từng có một tuổi thơ buồn và thầm thía nhiều nỗi tủi hơn khi có xuất thân là con lai. Mẹ Phi Nhung là người Pleiku, khi sinh con thì cũng là lúc người lính Mỹ ấy bỏ đi biệt tích. Từ bé cho đến tận bây giờ, Phi Nhung vẫn chưa biết cha mình là ai. Không có cha, đến năm 11 tuổi thì nữ ca sĩ cũng mất luôn cả mẹ. Phải sống với dượng và chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha. Gánh nặng gia đình khiến Phi Nhung phải nghỉ học từ sớm để chăm sóc các em như một người mẹ. Phận con lai khi đó cay đắng lắm, chịu không biết bao nhiêu khổ cực nên Phi Nhung luôn đồng cảm với những đứa trẻ không cha không mẹ. Bao nhiêu năm qua là ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại và trong nước, nhưng ca sĩ em đi trên còn non dường như sống ngoài showbiz. Quản lý của Phi Nhung tâm sự. Không scandal, không chiêu trò và phát ngôn gây sốc để nổi tiếng, Phi Nhung làm nên sự nổi tiếng cho riêng mình bằng những giá trị thực chất và đầy nhân văn khi mỗi năm lại thu nhận thêm vài em bé nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa. Toàn bộ số tiền đi hát, chị chăm chút cho ngôi chùa Lạc Pháp tại Bình Phước, làm chốn nương tựa cho các mảnh đời bất hạnh. Luôn đứng ngoài thị phi showbiz nên đời sống riêng của Phi Nhung cũng được phủ một bức rèm đầy bí mật. Bao năm qua, người ta chỉ biết Phi Nhung có người tình là ca sĩ Mạnh Quỳnh ở trên sân khấu. Nhưng bạn bè trong giới thì không lạ chuyện chị có không ít người theo đuổi. Là ca sĩ có gương mặt Tây, giọng hát cao vút trong trèo nên Phi Nhung được không ít người hâm mộ, theo đuổi. Có cả đại gia luôn có mặt ở bất cứ nơi đâu có Phi Nhung diễn. Nhưng vốn là người tự lập, Phi Nhung khá sợ đại gia. Chị bảo, ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì. Họ cho mình cái này, ngược lại họ đòi mình thứ khác. Tôi không muốn mình trở thành con rối trong tay của những người lắm tiền nhiều của. Phi Nhung Mạnh Quỳnh, có lẽ thân phận con lai và tuổi thơ cơ cực đã khiến cả hai thêm phần mạnh mẽ và vụt sáng thành công như ngày hôm nay. Sắp tới cả hai sẽ hội ngộ tại đêm nhạc Chuyện Ba Người. Đêm nhạc Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Chuyện Ba Người là một dự án đặc biệt của Đông Đô Show và bộ ba giọng ca vàng Bolero nhằm đem đến cho khán giả một đêm nhạc mang đậm hơi thở Bolero với những ca khúc nổi tiếng và kinh điển của Bolero Việt Nam nhiều năm qua. Chương trình được Đông Đô Show đầu tư số tiền lên tới 5 tỷ đồng với hy vọng là sân khấu biểu diễn hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn thoải mái sau một đợt dịch bệnh kéo dài. Đêm nhạc Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Chuyện Ba Người sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2021.